Anh ơi, tại sao các bót thuốc tăng cân lại bỏ corticoid vào trong đó? Đây là một câu hỏi rất là hay các bạn, hơi vô tri xíu mà hay. Không chỉ riêng cái thuốc tăng cân các bạn, mà còn những cái sản phẩm về giảm đau khác thì người ta cũng lạm dụng corticoid rất là nhiều, và trong đó có cả kem trộn nữa. Thì tại sao nó bỏ vô như vậy? Tại vì các bót thừa hiểu một cái điều, đó là chả có một cái thành phần tự nhiên an toàn thảo mộc thảo dược quần què nào mà nó đáp ứng được cái lòng tham của chúng ta. Và lòng tham của họ tức là sao? Lòng tham của chúng ta tức là chúng ta muốn là mình tăng cân thiệt là nhanh, nhưng mà mình không cần phải thay đổi lối sống, mình không cần phải đi tập thể dục, mình vẫn có thể tăng cân được, mà phải là tăng nhanh nữa mới chịu, đúng không? Nói ra các bạn tự ái nhưng mà đúng thiệt như vậy đúng không? Đa số chúng ta làm biếng mà chúng ta muốn có những cái thành công lớn như vậy. Đó, thành ra là chỉ có corticoid nó mới mang lại được cái điều nhanh chóng như vậy. Cái lòng tham của người ta là như thế nào? Đó là khi mà người ta bỏ những cái thành phần tự nhiên an toàn như kia thì không có bán được hàng, bán không có chạy. Đó, phải có corticoid vào trong đó, nó mới hiệu quả, nó mới cao, và sau đó tạo cái sự viral lên, nó truyền miệng với nhau, mày uống cái này đi, mập nhanh lắm. Nó và không có cái ngành nào mà lãi bằng những cái ngành như thế này. Những cái thứ mà nó làm phi pháp các bạn, nó luôn sẽ có lợi nhuận cao và nhanh giàu hơn những cái đứa mà làm ăn đàng hoàng, những sản phẩm an toàn nha. Minh Trí đồng hành cùng bạn tăng cân an lành.